Câu hỏi khác, pháp hộ niệm là gì? Căn cứ vào kinh điển nào của Phật? Hồi nãy giờ chúng ta đã thổ lộ rồi. Hình như hầu hết kinh nào cũng có nói về hộ niệm mà không ai. Ngài Giác Nguyên tới giảng cho chư vị về pháp Phật là mong muốn chư vị hiểu pháp Phật, hành pháp Phật cho đúng pháp Phật, là Ngài đang hộ niệm cho chúng ta. Khi đi hộ niệm cho một người, bác ơi, bác niệm Phật lên, thì trong kinh A Di Đà bảo mình niệm Phật, thì ban hộ niệm cũng nên mình niệm Phật, rõ ràng mình niệm Phật. Nhưng mà nếu tôi nói bác ơi, bác niệm Phật cầu vãng sanh, bác rồi tôi bỏ tôi đi mất, sau đó bác cứ kình bác cãi, bác chạy theo buồn tạo ban toàn, bác quên hết trơn hết trội. Rõ ràng là 365 ngày tôi chỉ nói bác có 1 giờ, còn 364 ngày và 23 giờ nữa bác chạy theo con đường lục đạo luân hồi, tôi chịu thôi. Cho nên thành ra pháp của nó là dạy rồi mà còn tiếp tục dạy nữa, hướng dẫn rồi mà tiếp tục hướng dẫn nữa, nhắc nhở cho suốt từ đây cho đến cái lúc mà mình bệnh rồi cũng đang ngồi bên bác để nhắc lại, để mà bác làm cho được, chưa bị làm cho được. Rồi làm cho được rồi thì mừng vô cùng, mà lỡ khi mà lúc lâm chung cơn đau hoàng vải nó ứng hiện là mình sợ quá, bao nhiêu cảnh giới sợ quá làm sao, cũng phải ngồi bên cạnh nhắc nhở nữa, trong lúc những cảnh giới hải hùng đó vẫn nhớ được là tín hành nguyện đầy đủ. Cho nên cái pháp hộ niệm là nhắc nhở từ bây giờ nhắc cho đến lúc mình ra đi. Mà nhiều khi ra đi rồi lúc mà tắt hơi mình mệt quá, tại lúc mà nó nghẹt thở đó, ngộp thở đó, mình sợ quá mình trơn con mắt lên, quên hết trơn rồi, tự nhiên thần thức mình nó chao đáo một tích tắc như vậy mà nó đi chỗ khác rồi, thì trong giai đoạn đó cũng nhắc nhở thêm thần thức nữa. Bác sao hỏi tại sao suốt cả đời bác muốn hoàn thành, mà bây giờ đây còn lang thang đây đó, gì đính tâm lại kịp thời đến niệm Phật. Bây giờ bác đã xả báo thân rồi đấy, đây là cơ hội vãng sanh đấy, nếu không đi thì bị đổ lạc. Nhắc nhở liền lập tức người ta định tâm lại. Xin thưa với chư vị, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, ông A Xà Thế được khổ niệm mà vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Ông ta là một giết cha, kết bè kết đảng với Đề Bà Đạt Đa, hai Phật, nhốt mỏ hộ trong lãnh cung không cho ăn uống, để cho mỏ hộ chết luôn. Đấy là cái tâm giết cha hai mẹ, tâm là tâm ngũ nghịch thập ác. Ông ta, cái tội của ông ta là xuống địa ngục A Tỳ lận, chứ không có giỡn đâu chứ. Nhưng mà cũng may mắn ông ta chưa có cái lời phỉ báng chánh pháp cho nên được quần thần. Sau cùng khi mà bị nặng, quần thần mới nói, bây giờ mới khai là bệ hạ trong đời đã làm những điều sai quá rồi. Nếu ông ta lúc đó mà ông ta nói giận lên kêu đẹp chém đầu vị này là chết ông ta rồi. Nhưng ông ta cũng có cái gọi là cái thiện lành trong đời kiếp trước. Ông ta nói là bị tội gì? Tội giết cha đấy. Ông ta tưởng là người ta xúi dục nên ông cha thì tìm cách hại ông, phải không? Không phải. Nói là khi mà bệ hạ cái lúc nhỏ đó có một cái mục ở cái tay ấy, nó đang nung mũ, mà lúc đó bệ hạ đang ngủ, cho nên thái thượng hoàng ấy không dám nặng, mà cái ngậm cái mục đó mút ra cho nó nhẹ nhẹ để cho giấc ngủ của bệ hạ nó ngon. Nghe cảm động vậy mình rõ ràng tưởng là cha mình hại mình, như cả cha mình thương mình, thành tâm sám hối. Nếu mà ông ta thành tâm sám hối, mình niệm Phật cầu giải nạn, thì ông ta xuống dưới địa ngục để giải nạn chứ không có cách nào. Nhưng mà ông ta cũng có cái duyên lành niệm Phật quyết làm cầu vãng sanh, do cái tinh thần kiệt thành sám hối mà ông ta vãng sanh tới thượng phẩm trung sanh. Giờ cái thượng phẩm trung sanh là cái những vị đại tổ sư mới có thể vãng sanh tới cái cảnh giới đó, chứ còn mình thì tưởng tượng hạ phẩm là ngon, trung phẩm là mừng quá rồi, dễ gì. Trung phẩm A là hát với trung phẩm ngày trung phẩm. Còn mình hạ phẩm hạ sanh. Xin thưa thầy phước chư vị, hạ phẩm hạ sanh. Có nhiều người vãng sanh bất khả tư nghị. Có nhiều người biết trước, có nhiều người vẫy tay ra chào nhờ phương pháp hộ niệm đấy. Nhiều lắm. Trong kinh Hoa Nghiêm, hình như phẩm hiền tổ, dâm hôn con ít thì đọc kinh đó, Phật nói là một người khi mà lâm chung đem cái hình Phật tới rồi niệm Phật trước người đó, nhờ cái câu niệm Phật như vậy mà người đó được cái gọi đi vào cái phố đáng tam muội cùng cái vị Phật đó, nhập vào cái cảnh giới đó để mà được vãng sanh. Nhiều lắm chư vị ơi. Chư vị cứ đọc trong cái kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ đi, ngài Giác Nguyên đang giảng về kinh Vô Lượng Thọ, nói ngài giảng cho nghe.
Phật đã nói rõ rệt mà. Hỏi như vậy cho một người nào mà làm cái tội ngũ nghịch mà mê mờ, mà đến khi cuối cùng mà niệm được câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc không? Dễ gì? Nếu mà không nhắc nhớ, nếu mà không chỉ điểm, nếu mà không cỡ rối, làm sao người ta niệm được? Dễ gì niệm? Chứ vì thấy trong trong cái lịch sử Việt Nam chúng ta có nhiều vị đại sư tu cũng cũng lâu lâu đời lâu kiếp lắm, mà sau cùng rồi thì sao? Mê mê mà phải không? Có một vị gọi là vậy đó, cái hiền giới hiền, giới hiền luận sư đó, chưa bị nhớ cái tính đó. Ngài là một cao tăng đương thời, tu hành rất tốt, nhưng mà khi nghiệp chứng ứng hiện lên thì ngài đau đớn quá chịu nổi, chắc là bệnh ung thư. Thì hồi đó thì chưa biết cái bệnh ung thư, nhưng mà cái bệnh đó là cái bệnh ung thư, đau đớn quá chịu nổi. Một vị cao tăng đức độ mà bị cái nạn như vậy, ngài mới định tự tử. Thì ngài Quán Thế Âm, ngài Phổ Huyền, ngài Văn Thù mới tới, biết người đây là cao tăng, tới khuyên nhắc. Đây là do trong tiền kiếp của ông làm một vị đế vương, ông giết hại nhiều quá, đúng ra là ông phải xuống địa ngục mà chịu nạn, nhưng mà vì do cái tu hành của đời này chuyển cái nghiệp nghiệp địa ngục thành cái hiện báo, cái nghiệp báo hiện tiền này, ông chịu đựng chút xíu đi, đừng có tự tử mà xuống đó, không không dễ đâu. Đây là một cách hộ niệm đó mà không ai. Trong kinh Bảo Tích, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngài thành đạo thì phụ vương của ngài khi tuổi già, ngài về hoàng cung khuyên cha mẹ và gia tộc của ngài niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Là Đức Thế Tôn hộ niệm cho gia đình đấy, và tất cả gia tộc đều y giáo vọng hành. Ngài muốn chứng ra là trong gia tộc có gồm có 7 vạn người sau này sẽ được chứng vô sanh pháp nhận. Đấy là hộ niệm đấy. Chứ vì thấy không? Rất nhiều những cái trường hợp hộ niệm. Cho nên chúng ta phải tin tưởng, đừng có nghi ngờ mà uống lắm.